chào thầy, và mời thầy ngồi, và mời thầy dùng nước. Vậy chứ thầy muốn tôi kêu thầy bằng gì? Dùng tiếng thầy xưng hô thì thầy thấy khó chịu, còn dùng tiếng nào nhẹ nhàng để ai khác thì bụng dạ thầy đã biết, sao thầy không chịu nói ra? Còn gian dở
chúng ta nên dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con. Hãy sống như đôi chim quý hơn trong hoàn cảnh thiên nhiên khắc nghiệt. Khi thời tiết đổi thay, một con không bay bồng bềnh trong biển cả, thì từ đó con còn lại một mình nương sức gió, vẫn tha hát ngày ngày đang gào có cơn sóng dữ. Chất xuân mộng từ lâu cao trong dài tình coi chân, nay giờ chiều lạnh lùng, nghĩa mẹ con xin được lúc trùng phùng duyên can lệ không thể nào tay hợp. Gương xưa đã về làm đôi mọi người một nơi, chúng ta soi vào bước chân con đang chập chờn trên đời. Nếu anh còn theo chủ nghĩa gia đình hẹp hòi thì tốt hơn anh đừng đến đây nữa. Thank you.